tên là Đinh Thị Chí Hồng. Thì trước khi mà em đến với lớp này thì có một khoảng thời gian dài, mất khoảng mấy năm trời em thường hay bị lạnh về đêm. Cứ đêm là em lạnh giống như là bị sốt vậy, em phải trùm mền, nhưng mà đặc nhiệm thì em không có sốt. Thì bản thân em là điều dưỡng, cho nên là bác sĩ ở trong cơ quan em cũng muốn là tìm để biết là em bị bệnh gì để chữa cho em. Thì mấy bác mới cho em làm những cái xét nghiệm như là natri, là kali, làm hết tất cả những cái xét nghiệm đi ông đồ. Thì natri em cũng không bị thiếu, canxi em không thiếu, magie cũng không thiếu. Mấy bác mới suy nghĩ là chắc có lẽ là em bị nhiễm trùng tiểu, nhưng mà cái nhiễm trùng tiểu của em thì nó không có lộ ra ngoài, cho nên em không bị tiểu gắt, là không tiểu buốt, không đau lưng. Thì mấy bác mới cho em làm cái xét nghiệm là thử xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. Thì sau khi mà thử xét nghiệm rồi thì em cũng không có bị nhiễm trùng tiểu. Mấy bác mới đánh luôn cho em một cái kháng sinh để chữa nhiễm trùng tiểu 14 ngày. Sau khi hết cái kháng sinh đó, em vẫn tiếp tục bị lạnh. Em không biết là tại sao cơ thể em lại lạnh như vậy. Đến khi mà em đến với cái lớp này thì cô nói là những người mà lạnh tay lạnh chân thì chườm gan sẽ hết. Thì em chỉ nghĩ là em chườm gan để lạnh tay hết lạnh tay lạnh chân thôi. Nhưng mà sau khi chườm được 2 ngày thì em thấy là cái cảm giác mà đêm mà em phải chùm mền thì nó lại mất đi, nó không còn nữa. Sau khi mà em chùm được đến ngày thứ 3 thì em ngủ nửa đêm, tự nhiên em cảm thấy em nực. Em cảm thấy em nực, nhưng mà không phải là em nực, em nóng là do em sốt, mà em nực là do em không có còn bị lạnh giống như hồi xưa nữa. Em rất là mừng là sự thật là khi mà mình chùm gan thì nó đã có hiệu quả. Đối với bản thân em là đã có hiệu quả. Riêng về cái vấn đề gì thì em không biết, nhưng mà cái vấn đề mà đêm mà em hay bị lạnh thì nó đã mất đi rồi. Thì em cảm thấy là rất là mừng, vì qua cái lớp này thì mình đã rút ra được một cái kinh nghiệm cho bản thân mình đã chữa được một cái bệnh cho bản thân mình. Cảm thấy rất là vui. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm